Chào các em. Hôm nay mình sẽ bắt đầu học cái bài số 8 là tính chất ba đường chung trực của tam giác. Hôm trước mình đã học về đường chung trực của đoạn thẳng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Đầu tiên mình đã tìm hiểu coi cái đường chung trực của tam giác là cái đường như thế nào. Chỉnh cái chữ nó to to tí. Số 1 nhỏ ha. Đường trung trực của tam giác. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái tam giác ra. Đây thì vẽ một cái tam giác. Chẳng hạn ở đây. Đây là vẽ một tam giác như thế này. Lấy thước vẽ thôi. Đặt tên cho nó gọi là cái tam giác ABC đi. Như vậy thì cái tam giác này nó có ba cạnh, mỗi cạnh là một đoạn thẳng mà ta đã học ở bài trước rồi. Mỗi một cái đoạn thẳng sẽ có một cái đường chung trực. Như vậy thì một tam giác thì nó có ba đường chung trực. Mình sẽ vẽ thử một đường chung trực của cạnh BC ha. Muốn vẽ được đường trung trực của cạnh BC thì mình chỉ cần là lấy trung điểm điểm đoạn BC thì cố tình vẽ là 81 thì trung điểm nó nằm ở đây, và ta vẽ vuông góc lên. Vuông góc nghĩa là dùng thước gạch thẳng xuống thôi. Bây giờ thì giờ sẽ vẽ dùng cái thước gạch ở đây, gạch thẳng xuống nha, vô đây thôi ha. Rồi. Ở đây là một đường thẳng chứ không phải là đoạn thẳng. Mình bỏ hai cái điểm này đi. Như vậy thì đây chính là cái đường chung trực của đoạn thẳng BC, đồng thời là đường chung trực của tam giác luôn đấy. Đặt tên ở đây là điểm D nha. Và cái đường thẳng này phải đặt tên nó là đường thẳng A. Theo giống như sách giáo khoa đó. Như vậy thì mình sẽ chốt lại như thế này. Đường chung trực của cái tam giác là cái đường như thế nào? Thì rõ ràng theo cách vẽ của mình á, trong một tam giác, đường chung trực của mỗi cạnh gọi là đường chung trực của tam giác đó. Chúng ta ghi cái phần này ha. Đó là cái khái niệm về cái đường chung trực của tam giác đấy. Như vậy thì mỗi một tam giác sẽ có ba cạnh, tức là sẽ có ba đường chung trực. Ta ghi luôn. Mỗi một tam giác có ba đường chung trực. Đó là cái khái niệm cơ bản về cái đường chung trực. Ở đây mình nhìn thấy cái hình vẽ này, mình thấy cái đường chung trực nó của cái cạnh BC nó có đi qua đỉnh A hay không? Rõ ràng là nó không đi qua. Vì thông thường nó sẽ không có đi qua đối với một tam giác thường. Còn đối với một tam giác căng thì sao? Bây giờ mình vẽ thử một tam giác căng. Vẽ đây đi. Hôm trước thì có hướng dẫn tôi vẽ một cái tam giác căng dựa vào ôn tập rồi đấy. Ví dụ ở đây đi. Nó nhỏ thôi. Để đặt tên cái tam giác này là tam giác DEF chẳng hạn. Đây. Như vậy thì cái đường chung trực của cạnh cạnh đáy. Hai cạnh này ký hiệu nó bằng nhau để tam giác căng đấy. Đường chung trực của cạnh đáy chứ thì nó sẽ đi qua trung điểm của EF và đi qua đỉnh D luôn. À, rõ ràng ta thấy. Vậy thì mình vẽ thẳng xuống luôn. Đây. Đây là đường chung trực của cái cạnh cạnh đáy, tức là đường trực của tam giác căng luôn đấy. Do đó mình mới rút ra được một cái kiến thức cho cái phần này. Tức là trong một tam giác căng thì đường chung trực
của cạnh đáy, đồng thời là đường trung tuyến ở cạnh đáy luôn, ta thấy nó đi qua đỉnh luôn, nó vừa vuông góc. Tam giác cân đường trung trực ứng với cạnh đáy, đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy như cái cạnh này ha. Như vậy phần số 1 về đường trung trực của tam giác ta có hai cái kiến thức cơ bản đấy. Vậy để vẽ đường trung trực của tam giác thì rất đơn giản, chỉ việc lấy một cái cạnh vẽ đường trung trực của cạnh đó. Đó là phần số 1.